Đã tròn 70 năm ghi dấu chiến thắng trên mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Những ngày tháng lịch sử này, cả lòng trào Điện Biên trở nên sôi động, hào hùng như không khí của những ngày chiến thắng. Các di tích chiến trường xưa đến nay vẫn được gìn giữ như một trang sử chống ngoại xâm oanh liệt của dân tộc, được nhân dân cả nước tự hào và bạn bè quốc tế ngưỡng mộ. Là người con của mảnh đất Điện Biên, với anh Vàng A Xế ở xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, điều tự hào nhất chính là lịch sử hào hùng với chiến thắng Điện Biên Phủ. Dịp này, anh Xế đã dành thời gian đưa gia đình đến tham quan bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và các di tích lịch sử. Trong những địa điểm đến thăm, có những nơi gia đình anh đã đến nhiều lần trước đây. Song với anh, đây chính là hành động thể hiện niềm tự hào và lòng biết ơn đối với sự hy sinh của thế hệ cha ông trong cuộc kháng chiến chống thực dân, bảo vệ Tổ quốc. Tôi lên tham quan di tích sử để lưu lại những ngày khoảnh khắc mà chúng tôi đã được đưa lên Điện Biên chơi và giữ lại những ngày kỷ niệm để cho con cháu mình nhớ đời. Ngày năm sau con cháu còn biết lên tham quan di tích Điện Biên mình. Không chỉ người dân Điện Biên, mà với mọi du khách khi đến với mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ, được tận mắt chứng kiến những kỷ vật chiến tranh tới từng điểm di tích lịch sử đều trào dâng một cảm xúc, niềm tự hào về sự chiến đấu, hy sinh anh dũng của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Bởi nơi đây đã ghi dấu ấn lịch sử trường tồn, một mốc son chói lọi của cả dân tộc Việt Nam khi đánh bại đế quốc thực dân, giành độc lập tự do cho dân tộc. Thắp nén nhang lên từng phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ A1, cảm giác nghẹn ngào lại trào dâng trong lòng cựu chiến binh Nguyễn Đình Khảm ở huyện Thường Tín, Hà Nội. Từng trực tiếp cầm súng chiến đấu tại chiến trường Campuchia, nên phần nào ông Khảm hiểu được những gian khổ, khó khăn, hy sinh của người lính trên chiến trường. Cũng bởi vậy, dù đây là lần thứ ba đến với mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ, được nhiều lần nghe những câu chuyện về một thời bom đạn của 56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm, nhưng ông Khảm vẫn không giấu nổi niềm xúc động, tự hào trước chiến công vẻ vang mà thế hệ cha anh đã đánh đổi cả xương máu tạo nên. Đã lên đây là lần thứ ba, đã ba lần tôi lên rồi. Tức là trước đây thì chưa, khi còn ở quân đội thì lại không có điều kiện lên. Thế nhưng mà khi về được, về nghỉ hưu rồi thì đúng là đây cũng là lần thứ ba tôi lên đây. Mà mỗi một lần lên thì mình lại càng cảm nhận sâu sắc hơn cái chiến công của cha ông ta. Lần thứ nhất lên đã cảm thấy rồi, đến lần thứ hai và lần thứ ba lại càng thấy. Những ngày này, hàng triệu con tim của người dân đất Việt đều hướng về mảnh đất Điện Biên Phủ lịch sử. Những du khách ở nhiều lứa tuổi, trong đó có nhiều người sinh ra chưa hề biết đến chiến tranh và họ chọn Điện Biên là điểm đến với tấm lòng tri ân trước những hy sinh cống hiến của cha ông để hiểu rõ hơn, cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc chiến đấu 56 ngày đêm đầy hy sinh gian khổ của quân và dân ta, làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Để từ đó càng thêm trân trọng và gìn giữ truyền thống quý báu của những thế hệ đi trước. Đây là lần đầu tiên tôi được lên Điện Biên, thì tôi được tham gia đoàn của quận đi đến các cái điểm di tích lịch sử, đặc biệt là các nghĩa trang liệt sĩ. Thì trong cá nhân thì thấy là tâm trạng rất là xúc động, bồi hồi khi được nghe các đồng chí ở trong ban quản lý di tích giới thiệu về những chiến công hiển hách của các bậc cha anh, đặc biệt là những hy sinh mất mát của cha anh đã giành lại độc lập cho dân tộc. Thì tôi cảm thấy là mình thật là may mắn khi là được sống trong cái giai đoạn hòa bình như thế này. Đến với Điện Biên hôm nay, mỗi du khách đều có cảm nhận, ấn tượng riêng, song ai nấy đều thấy sự đổi thay của mảnh đất lịch sử từng ngày. Và trong những ngày tháng lịch sử này, mỗi người con đất Việt khi đến với Điện Biên, ngoài thăm các di tích lịch sử, thắp nén hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những người đã xả thân hy sinh về đất nước, ai cũng thầm mong mảnh đất Điện Biên sẽ ngày càng phát triển, vươn lên từ chiến trường bom đạn năm xưa. Qua ba lần đi mình cảm nhận là cái sự đổi thay rất lớn, rất lớn. Và cảm nhận được là một cái gì đó, tức là cái ý chí, một cái quyết tâm, cái nguyện vọng của các cái thế hệ cha ông chiến đấu vì giành độc lập đến ngày nay đã được cái thế hệ hôm nay phát huy và phát triển nó để xây dựng thành phố Điện Biên, phải nói là có những bước đổi mới rất là vĩ đại, đàng hoàng hơn.
Sau 70 năm chiến thắng, Điện Biên Phủ vẫn giữ nguyên vẹn những giá trị lịch sử, những chứng tích hào hùng thể hiện sự kiên cường, bất khuất của cả một dân tộc, sự hy sinh anh dũng của thế hệ cha anh giành độc lập cho Tổ quốc. Bằng tất cả sự tri ân của mỗi người dân Việt Nam, chiến thắng lịch sử đó, những ký ức hào hùng đó sẽ mãi trường tồn theo thời gian, gắn cùng mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ.